em mới lúc em mới kéo bé vô lề thì em ôm bé, em hỏi bé bé có sao không, bé con có sao không? Thì lúc đó thì bé cũng giống như em vậy, hai chân nói chung là không còn gì hết. Sau khi em mới hỏi bé, em nói con có sao không, con có đau không, cái nó kêu bé chỉ biết là đau, bé chỉ nói vậy thôi, nhưng mà đặc biệt bé không có khóc gì hết, bé ngồi im vậy đó. Xong rồi bé còn lấy tay phủi phủi ngay áo, cái áo thì bé kêu mẹ ơi, áo con bị rách rồi. Thì cái bộ đồ đi học á, lúc mà bé té xuống thì bị chà kiểu gì đó không biết mà bị rách. Xong rồi em mới hỏi bé con có đau không, nó con có sao không, thì nó bé mới kêu là con không có sao hết. Rồi bé con hỏi chị Ti đâu mẹ, là hỏi chị hai á, hỏi chị hai chị Ti đâu mẹ. Thì em đứng kế bên thấy chị Ti khóc, thì em mới nói là đó chị Ti ở đâu kia kìa, chị Ti không sao hết, mà quan trọng là con có sao hay không. Thì bé mới nói cái chân con bị vậy nhưng mà cái tay con không có gì hết. Thì bé nó mới nói lên một câu như vậy, thì có nghĩa là bé nói là cái chân của bé là bị, nhưng mà mẹ ơi cái tay con không có sao, con đang còn hai cái tay nè, con chỉ bị hai cái chân thôi, cái tay con vẫn đang còn nè. Thì lúc, lúc ngay cái lúc trước đó là em lúc mà vừa té xuống em rất là tức, em tức mà em giận, mà em hờn lắm, em nói tại sao lại như vậy. Nhưng mà từ khi nghe cái câu nói của bé đó thì em mới cảm thấy con mình đã nói như vậy thì mắc mớ gì mình phải gục ngã. Thì lúc đó em mới nói, em mới ôm bé, em mới nói thôi con ráng cố gắng đi, giờ xe cũng sắp tới rồi, mọi người đang kêu xe đó. Thì lúc đó thì xe cũng đi tới, thì lúc đó em cũng ngồi em an ủi bé, hai mẹ con ôm nhau giữa đường vậy đó. Rồi những người xung quanh người ta cũng súng lại, người ta cũng súng lại, thì người ta cũng vỗ về, người ta cũng an ủi để chờ xe tới. Thì khi mà xe tới thì chị hai là chị ruột á cũng đi lên, với lại anh rể là anh đầu chồng của chị hai cũng đi lên. Thì khi mà bé gặp anh rể là bé hay kêu bằng bác, kêu bằng bác Binh. Thì lúc mà ổng lên xe bé vẫn nói với bác Binh một câu là bác Binh ơi, chị hai con không sao hết, chỉ có mỗi mình con là có con với mẹ là có sao thôi, là chân con bị nhưng mà cái tay con không bị gì hết, cái con đang còn cái tay nè. Bé cứ nhắc lại như vậy. Nó có 3 tuổi thôi à. Không, tôi đang học lớp 1 chị đó. Là nói chung là bé vẫn không khóc, không la và không kêu gào gì hết, vẫn đủ bản lĩnh và vẫn đủ nói chuyện với em Nhưng như từ vậy. nhỏ là bé xíu nó có đã, nó có đã cứng rắn, nó có đã mạnh mẽ như Dạ. thế chưa? Nói chung Nó là còn bé nhỏ. sinh ra từ nhỏ là đã có cái bản tính như vậy rồi, là lúc nào cũng lăng xăng lắc sắc, rồi gọi là năng động lắm, năng động và mạnh mẽ nghị lực. Dạ, lúc mà nhưng mà lúc lúc mà chị với cháu gặp chuyện không may ấy, thì Dạ. lúc đấy thì anh là đang ở đâu anh? Và khi mình nghe thấy tin đấy thì Nó mình đang ở bên Đông Hải, dạ. đi đám với nhà bên đó. Khi mà nghe cái tin đó thì người muốn xỉu mà, thì chạy đi bệnh viện, thì đi đến bệnh viện huyện ấy, thì người ta chuyển lên bệnh viện tỉnh. Đi bệnh viện tỉnh ấy thì xin giấy để chuyển lên Nhi Đồng, Dạ ở vâng. thành Sài Gòn thành phố. Nói chung là cũng hoặc nói được. Dạ. Thế ở đây. Ờ, tại